Đây là chương trình đài chính của đài Lửa Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn CPA xin kính chào quý vị. Tôi là Ngọc Tình Nguyễn Vice President của United Business Bank xin kính chào quý vị. Chào chị Ngọc Tình ạ. À. Hôm nay hân hạnh được gặp lại anh rất là gần. <laughs> chị Ngọc Tình, chị Ngọc Tình chơi không muốn làm sao làm show chung với chúng tôi. <laughs> à, kính thưa quý vị nhưng mà very good to see you. À, à, hôm nay mình làm too. cái show chung together. ga kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi làm cái show mà chúng tôi lấy cái tên là Lost in Translation. <laughs> Nhưng mà yeah. chúng tôi hôm nay không nói chuyện, không nói chuyện về cái một cái movie cũng cùng cái đề tài như vậy. Không biết là chị Tịnh có coi chưa? Có. Có cái bộ tên là Lost in Translation, lấy yeah. cái bối cảnh nó tại Nhật. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói về một đề tài mà từ vừa rồi chúng tôi có nói chuyện với một người chức à, 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 ca cao cấp của tiểu bang Cali là bà Fiona à, Ma. À. Bà là thú quỹ tiểu bang Cali. Bà đến đây nói chuyện về chương trình. À, cao savers của tiểu bang cali uh, à, kính thưa quý vị cái ngày hôm đó thì uh, tại vì chúng tôi dịch nhiều hơn là nói và nhiều khi quý vị cũng biết là dịch nhiều khi uh, nó không rõ ràng cho nên có nhiều khán giả nói là yêu cầu chúng tôi làm lại một chương trình hoàn toàn tiếng việt để người ta hiểu rõ hơn thì đây là chương trình hôm nay chúng tôi nói về cái đó. Ờ, nhưng mình cũng không thể dám nói rằng là hoàn toàn tiếng Việt được, tại vì cái nhiều chữ mình dịch rất cũng Như, không như có là cao dạ. savers không biết dịch làm sao. hơn đại là... dạ, <laughs> nhưng, à, nhưng, hai... nhưng mà hồi nãy chị Tình có nói cái cao savers mà chị dịch cái cái rất là hay ừ, là. là cái tiền để dành. tiền để dành. À, về hưu. Ừ. tiểu bang Cali, dạ. dạ, về thì mình nên nói về cái tiền để dành về hưu cho tiểu bang Cali như vậy yeah. buổi trước bà Fiona nói. dạ, yeah. yeah. à. thì nói chung tổng quát trình của Tình cái đó là chương trình về hưu của tiểu bang Cali và để bắt buộc những người chủ nhân nào mà có 5 người nhân viên trở lên thì phải có cái cao Savers này. Tuy nhiên những cái hãng xưởng chủ nhân nào mà đã có chương trình như là 401k hoặc là SEP IRA thì không bị bắt buộc. ở à, chương trình này đáng lẽ ra đó thì là nó co vào cái sự cái, cái những ngày mà ngày bắt buộc đó thì thều thì theo cái số lượng nhân viên thì à, những cái hãng xưởng nào mà nhân viên từ 5 người trở lên đó à, cho đến 50 người đó thì cái ngày mà covid bắt đầu đó là 30/6 năm năm nay. Đúng rồi. À, tuy nhiên chính phủ tiểu bang hôm trước cái bà à, viên chức cao cấp của tiểu bang kêu nói là đừng có lo, chính phủ chưa có chưa có enforce chưa có thi hành không, cái luật này. Nghĩa là không à, có tuy bắt nhiên, buộc. Uh -huh. Dạ, tuy nhiên trong tương lai thì quý vị sẽ enforce và một khi enforce cái này rồi đó tiền phạt rất lớn tiền phạt của một người nhân viên mà mình không có đây là những chủ nhân nào mà không có quỹ về hưu cho người ta mà không có chương trình này thì là người ta sẽ phạt là một nhân viên tối đa là 750.000 đồng một người wow. và nếu mình, mình có mà 10 nhân viên tức là 7.500 đồng tiền phạt Dạ. Cái, đó, cái đó là thay vì mình để cho nhân viên thì còn có có tình hơn là để bị phạt. Đúng. Bị phạt. Bảy nếu mà mình có 10 nhân viên bị phạt đi mất ừ. 7 ngàn rưỡi thì nó quá phí. Rồi 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 những người mà họ đi làm mà part time rồi sao hả? Làm bán thời gian. Theo bà Fio, Fiona Fiona bà, bà nói, Fiona, ừ. Fiona mà bà nói. Và theo chúng tôi nghiên cứu thì uh, câu trả lời là yes xin ngọc Tịnh Tức là chương trình này cover vừa người đi làm full time lẫn người part time rồi mỗi lần mà mình 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 được trả khoảng bao nhiêu mình được contribute nghĩa là mình mình góp phần là bao nhiêu cái uh, mình được cái người nhân viên có thể mình với cái chữ người ta gọi là defer đó mà cái này là mình defer được tối đa là 6 ngàn sáu ừ. ngàn đồng cho mỗi người có, yeah. có thể là mình mình sáu ngàn hoặc là theo bao nhiêu phần trăm của cái salary là nhiều người làm lương ít lương nhiều năm phần trăm của số lương của mình năm phần trăm của cái gross À, lương của mình tức là trước khi trừ thuế và up to 5% trăm à, cho mỗi nhân viên. Đó là mỗi năm hay là mỗi tháng? À, mỗi hàng, hàng năm thì, 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 cái, đó mình cứ chia ra 12 tháng rồi thì theo mình, mình defer. Yeah. Đúng rồi. Yeah. Rồi cái này là sau trước thuế hay sau thuế À? After tax. Là sau thuế. Tức là mình đóng thuế rồi cái này mình không được trừ thuế. Cái này nó tương tự như là chương trình mà Roth IRA của chính phủ liên bang vậy. Ừ, đúng dạ. rồi. Đúng cái rồi, bữa trước bà có tháng. nói là Roth IRA. Dạ, uh -huh. nó tương tự như vậy. Dạ. Nhưng nhưng mà rồi làm sao mình opt out được, mình làm sao? Um, cái chương trình này là bắt buộc chủ nhân phải up cho nhân viên mà nếu mà hãng sử mình không có những chương trình về hưu. Tuy nhiên mỗi một nhân viên vậy có quyền opt out có nghĩa tức là, không là mình rồi. không có mình không cần mình không cần phải 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 tham gia ừ. ngay cả hãng xưởng không có chương trình về hưu mình không quyền tham gia và mình không cần phải chứng minh với chính phủ tiểu bang là à tôi có chương trình ira deal ở ngoài không cần chỉ có cái là mình ký một cái giấy tờ với hãng xưởng và hãng xưởng, cái người chủ nhân phải có một cái giấy tờ để mà chứng nhân chứng minh với lại chính phủ tiểu bang thôi là, là người, người đó không muốn áp out cái chương trình cao Savers này yeah. ừ thời làm sao mà mình mình nó, nó nó nằm lúc nào cũng chừng đó hay là nó có tăng hay có giảm gì không theo uh, chính phủ tiểu bang chương trình hiện bây giờ có luật bây giờ là mỗi một năm như vậy mình có thể mình tăng lên một phần trăm ừ. every year uh, để trở lại chương trình mà opt out đó chị ngọc tịnh thì là cái opt out đó là là opt out theo từng năm một à, nghĩa là mỗi uh, chứ năm chứ không phải không phải là permanently, không phải là một lần như vậy là mỗi năm out. mình phải ký giấy một yes. lần tức là hàng năm như vậy cái người uh, chủ nhân phải offer cho nhân viên và những người nào nhân viên nào cũng như nó không có tự động nó không có tự động automatic uh, well actually it automatically cover everyone every year ngoài trừ trường hợp mỗi một người nhân viên như vậy mình ký cái giấy với lại ký hãng xưởng là mình muốn opt out chương trình này ừ. yeah. rồi 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 khi mà mình bỏ tiền vô như vậy rồi chính phủ Ở rồi chủ mình có cho mình thêm không hay là dạ, ý không. Cái tiền... à, k là cho mình thêm phải không dạ không đúng rồi à, chương trình thì không phải là 401k cái này là à. cái này là chính phủ à, tại vì à, quý vị cũng biết trường hợp tên biết là nhiều cái hãng sữa màu như là mình gọi mình gọi là mom and pop ừ. à, ở tại tiểu bang cali cái này mà nói mình nói ví dụ như là à, không phải mình nói xấu nhưng mà những <cười> <cười> những tiệm tiệm phở những cái tiệm Tiếm... bún bò tiệm ăn nhỏ, những cái nhỏ, cái mom à, uh, và yeah, những cơ xưởng làm ăn thương mại Việt Nam mà nhỏ nhỏ khoảng chừng có mướn chừng 6 7 người nhân viên à, uh, làm 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 Long serving hết, table à. dọn dẹp mà mọi chùi hay là uh, bếp chén rửa bát làm bếp như vậy thì thường thường không ai có pension plan cả. Đúng rồi. trường hợp người ta về người ta có cái chương trình uh, uh, IRA riêng của người ta Đúng thì rồi. chính phủ tiểu bang lo là những người này trong tương lai không có tiền về hưu thì chính phủ tiểu bang bắt buộc là hãng xưởng phải có chương trình như vậy. Đúng rồi. Thì cái này chương trình hoàn toàn mỗi một nhân viên như vậy là mình mình mình, mình tự nguyện. Mình ra. tự nguyện. Ừ. À, ừ. cho nên à, không cái hạng chính phủ tiểu bang không bắt là người chủ nhân phải match như là for k rồi sau khi mà mình người ta đóng tiền cho chủ nhân rồi chủ nhân đưa cho chính phủ rồi ai là người lo lắng cho cái số tiền mà mình đưa cho người ta như vậy, mình phải có một cái nhà băng hay là một cơ sở nào chứ phải không? Không đúng là chị, chị Ngọc Tịnh nói đúng như như là một cái ngân hàng à. mà đứng ra thông qua nhưng mà cái này cái này thì cái cái này không phải là người ta đến ngân hàng chị Ngọc Tịnh người ta mở được. <cười> Trời ơi, <laughs> I, I, dạ, I know what you <laughs> looking for. <laughs> chị uh, muốn chưa. Yeah, chúng tôi cũng mong muốn là những người thiên hà quý vị đến ngân hàng chị Ngọc Tịnh nhưng mà thường thường cái chương trình này chị Ngọc Tịnh là chính phủ tiểu bang đứng ra uh, quản trị nhưng mà cái người đầu tư đó là một ngân hàng khác cái ngân hàng ừ. đó người ta gọi là TIAA Craft à, ừ. cái ngân hàng cũng là một ngân hàng investment banking thì ngân hàng đứng ra trong coi cái số tiền về hưu này thì là cái này nó tương tự như là một cái xếp IRA vậy chính phủ ừ. một khi bắt buộc mình có rồi thì mình ký giấy tờ chính phủ cái người hãng cái người chủ nhân gửi số tiền này đến cho chính phủ tiêu bang chính phủ tiêu bang mới gửi cho cái 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 cái, cái, cái công ty cái ngân hàng gọi là TIAA Craft Ừ. và cái ngân hàng này mở cái account đứng tên cái người nhân viên. Ờ à, ok. Yeah. Thì họ sẽ lo lắng mà... Nó như là một cái chương trình IRA của mình mở ra như vậy. Với là Tức một là... cái retirement account. Dạ. Yeah. Dạ. Ừ. Yeah. Ok. Nhưng mà nhưng mà rồi thì bây giờ Tình làm 100 ngàn, anh Tuấn làm 200 ngàn, rồi anh Tuấn vừa phải, phải đóng tới hai trăm ngàn hả Chị có phải nói ngược lại <laughs> chị, anh Tuấn hai trăm ngàn chị cũng tôi, tôi, 100. Không, rồi, rồi 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 làm sao mình có những cái limit chứ phải không dạ cái limit là một trăm ba mươi ngàn ừ. cho mỗi nhân viên nếu mà ai mà trên một trăm ba mươi ngàn đó thì là mình không bị bắt buộc và không mình không có quyền mình wow, mình có quyền mình mở chương trình riêng của mình non đi đất từ nhưng mà chính phủ không bắt buộc những người phải cover những người đó à, okay. dạ tức là nhân viên nào làm trên một trăm ba mươi ngàn đồng thì hãng xưởng không bắt buộc phải cover hay là bắt những người đó uh, cover những người đó ừ. cover đây không có nghĩa là bỏ tiền cho người ta nhưng mà uh, phải, phải 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 bắt người ta sign up chương à, trình phải, này phải yeah. phải ghi tên vô để mà cho yeah. để, để được cái cái chương trình này yeah. nói cho cái chương trình này um, nghĩa là mình có phải có phải trả thuế trong cái chương trình này không không chị ngọc tịnh tại vì cái chương trình này là after tax à, à, sau này. khi mình trả thuế so, rồi Dạ, yeah, mình đã trả thuế rồi cái này nó tương tự như là chương trình mà Roth IRA vậy hoặc là non deductible IRA tức là uh, Roth Roth IRA hoặc là non deductible IRA thì là lúc lúc mình về hưu thì mình được lấy số tiền này ra nhưng mà mình chỉ đóng thuế trên số tiền lời kiếm được từ lúc mình bỏ vô cho đến lúc mình lấy tiền ra thôi còn cái số vốn mình bỏ vô đó mình không đóng thuế thì chương trình này nó cũng y như vậy mình đóng tiền thuế trên cái tiền lời của mình kiếm được từ lúc mình mở cái account ra thôi. Giống như vậy thì mình nên nhớ rằng là cái Roth IRA nó rất là lợi cho mình. Dạ. Yeah. Nếu mình cứ giữ cái 401k của mình mà mình không có mình mình đóng bằng cái regular IRA của mình là tới cái lúc mà mình già rồi mình đóng thuế mệt nghỉ ha. Dạ. Yeah. Không bởi vậy cho nên uh, có những người người ta convert cái uh, cái chương trình retirement sang cái Roth IRA và người ta chọn lựa những năm nào mà thuế của mình nó xuống thấp thì vậy hồi xưa ta đi làm cao lương lúc mà ta về hưu, ta ít lương thì ta convert cái chương trình for 1 mà mình không cần cần với 100%, cần với một số nhỏ sang bên cái Roth IRA để mà sau này mình lấy tiền thuế về không có đóng thuế. À, cho nên cái cái cái, cái 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 chương trình đó mình sẽ nói chuyện sau trong chương trình khác nhưng mà đây hôm nay mình nói chuyện về cái cao c vừa thôi. Mình Như sẽ là... nói về cái Roth IRA. Dạ. Tại vì nhiều Đông... người vẫn còn cần dạ. Dạ. là lồn xộn về cái vấn đề Roth dạ. IRA. Dạ. Dạ. dạ, mình sẽ ngừng chút xíu để giới thiệu người quảng cáo chương trình và Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây phút. Xin quý vị đừng rời máy. Quý vị đang theo dõi chương trình khéo chương trình tài chính của đài Lương Cổ TV. À, chúng tôi đang bàn với chị Ngọc Tịnh về chương trình Cao Savers mà cách đây một tuần hơn. À, chúng tôi có mời bà Fiona Ma, là thủ quỹ Tô Bang Cali đến đây để bàn với chúng ta. Chúng tôi như, như chúng tôi nói lúc qua chương trình đầu chương trình là chương trình này gọi là Lost in translation tại vì kỳ trước chúng tôi chỉ có ham dịch lại những gì bà thủ quỹ nói cho nên nhiều khi nó không rõ ràng. Thì hôm nay chúng tôi bàn với quý vị thêm về cho nó rõ ràng chút xíu. À, dạ. cảm ơn anh Tuấn. Dạ. Hôm đó nói nó thật ra nhiều quá nhiều cái tin tức quá rồi mình cũng rối loạn lên. Dạ. À, hôm nay cũng xin hỏi anh cái lần nữa là hồi nãy mình đang nói về cái Rad Ira Yeah. rồi cái IRS Roth IRA, IRA là cái, cái 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 hồi đại mình nói sơ sơ về cái rule mình có apply vậy thì cái rule đó như thế nào anh về cái chương trình, Roth. Cái, chương trình cái chương trình cái chương trình này nó apply như Roth IRA thì cái cái nói là cái giống như là cái IAS của cái Roth IRA có apply không 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 apply ừ. cái chương trình này hoàn toàn nằm riêng một tiểu bang cái luật của Roth IRA À, không có apply chương trình cái này hoàn toàn của tiểu bang Cali và oh, okay. dạ, theo luật của tiểu bang Cali bắt buộc cái người uh, uh, chủ nhân phải mở ra một chương trình cho những người nào không có quỹ về hưu để mà bỏ tiền để dành after tax cho nên cái luật của chính phủ tiểu bang về IRA cũng như là Roth IRA nó không có apply cho chương trình này. Ừ. Dạ. Rồi cái chương trình này của mình có được bảo giống như là mỗi cá cao của mình được FDIC FDIC take dạ. care bảo đảm. Dạ. Rồi bây giờ chương trình nó có được bảo đảm. không? Cái này uh, dạ có chị chỉ chỉ tình kinh <laughs> nguyệt về chị tình là danh và dạ, là nhiều văn nhiều trên chị hỏi câu hỏi là hóc <cười> 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 đó. tại vì tự nhiên mình nghĩ ồ, vậy thì cái vậy là có được bảo đúng, bảo đúng, bảo, đúng, bảo, dạ. Dạ. bảo đảm không? Dạ theo chúng tôi biết mà theo tài liệu tôi là chúng tôi đọc ở trong của tiểu bang đó thì có tại vì chương trình này đó mình không biết là cái này mình không biết là chương trình này có được chính phủ liên bang bảo hiểm hay không nhưng mà chính phủ liên bang bảo hiểm indirectly là cái này là một cái hình thức savings account uh -huh. và mở ra với một ngân hàng mà được uh, nó thuộc cái quỹ FDIC bang. là ngân hàng uh, tiaa Craft Nghĩa là, là một được, ngân hàng investment bank yes cũng bank được, cùng được FDIC approve yeah, được yeah. FDIC approved cho nên uh -huh. uh, mình uh, cái tất cả tiền mình mình để dành trong này được chính phủ liên bang À, bảo hiểm, bảo trợ, ừ. bảo bảo đảm. Yeah, rồi, rồi bây giờ thí dụ như mình mình có, có vợ với chồng ở chung một cái công ty, rồi bây giờ mình cái số tiền của mình có thể được combine với hai cái saving giống nhau không? Là giống như cả vợ cả chồng mà mình mở cái cái mà cái saving của cái cái realestate saver đó yeah. thì ha, tất cả tiền để dành có để chung là với nhau được không? Không theo theo theo, theo chính phủ tiểu bang thì mỗi một employee đó thì là một quỹ riêng nó như là IRA về chính ừ, okay. tức là à, không thể là mình mở một IRA mà cho cả hai vợ chồng được mỗi chồng Nhưng được mà cả... saving thì được. <laughs> saving thì được. À, nhưng mà theo cái luật này thì nó có nó không giống là IRA nhưng mà nó có cái dạng của như là IRA Roth IRA vậy. Thì là mỗi một nhân viên được treat như là một. Rồi trong đó thì là à, à, giả sử hai vợ chồng mà cùng đi làm cho một cái hãng tôi nói ví dụ như là cùng làm cho một cái à, cái tiệm tạp hóa Việt Nam tên đường Bôn Sa thì là chồng sẽ có một cái quỹ C vợ riêng và vợ cũng có một cái quỹ C vợ riêng mỗi người một quỹ riêng như vậy và hai cái quỹ đó được trích hoàn toàn uh, uh, riêng đại với nhau và vấn đề bảo hiểm mà mà FDIC đó nó apply cho từng một cái quỹ một dạ ừ. yeah, chắc không có combine rồi, nhưng mà rồi họ có thường thường mà mỗi lần mà cái tiền như vậy là một cái loại investment Yeah. rồi thường thường là tất cả invest company nó sạc mình cái fee. cái này mình có bị sạc cái fee không <laughs> Chị... rõ ràng là dân bang cơ có khác <laughs> À, có thì gặp tình cho tôi đọc thì có thấy là à, à, ở <laughs> tôi bên, hỏi đúng mà. không đúng ở bên mỹ này không có gì this no không, free lunch in this country cái không câu nói mà, mà không giả, không, tiền không, giờ người ta à, à, một cái công ty này bỏ cái hàng bỏ cái đầu này thì lấy đó, lấy đầu kia Thế người ta người này. ta vô ta gọi mình vô trong Costco để ăn đồ free bữa, bữa trưa Thế nhưng đó. mà người ta muốn mua mình mua đồ lại cho ừ. cho người ta mà đồ đó có nó người ta take into account với tiền quảng cáo có tiền Đúng promotion rồi. cho nên câu trả lời là có thì có phi khoảng bao nhiêu theo chúng tôi được biết là cái phi mà cái cái ngân hàng mà TIAA -E -E đó Grab đó người ta tính khoảng chừng à, dưới một phần trăm tức là khoảng chừng chấm tám phần trăm cho nên chấm chấm chín mươi phần trăm tức là khoảng chừng dưới một phần trăm Riêng tiểu bang Cali thì người ta không có tính phi ừ. Chỉ có cái ngân hàng, cái tiền phi Cái này cũng như là mình có một cái tiền Chị uh, Ngọc Tịnh như là mình có một cái tiền uh, Đầu tư trong một cái mutual fund ừ. uh, Hoặc là tiền stock trading Thì thường thường những cái investment banker Banking người ta tính một cái tiền phi It's, it's the same idea chị ừ. yeah. Cho nên có cái phi ở trong đó Nếu mà phi Như vậy thì những cái uh, uh, Charity organization chẳng hạn như chùa, nhà thờ Hay là những cái non profit thì sao anh hả? thì cái đó họ có phải bắt buộc phải có cao server không? hôm trước đó thì là chúng tôi mình có nói chuyện với ừ. lại bà Fiona Ma thì bà nói là có trả lời là có, ừ. tức là ngay cái cái chương trình cái luật này đó của tiểu bang Cali này nó nó apply cho đến tất cả mọi người và uh, private employers cũng như là public Uh, không phải xin lỗi non-profit, non-profit employers, Đúng tức rồi. là tax uh, tax exempt, non-profit employers, kể như là chùa hay là nhà thờ hoặc là uh, những cái non-profit uh, charity nhỏ nhỏ cũng phải bị bắt buộc theo cái luật này. Wow, yeah. Thì cái cái chương trình này nó cũng hơi hơi phức tạp ha. Dạ. Yeah. Nhưng từ từ chắc mình mình sẽ quen đi. Hôm đó tịnh có nhớ rằng là anh Tuấn có hỏi bà một cái chương trình mà tình thấy rất là interesting mà bà dặn là mọi người đừng có vứt cái thẻ giống như là credit card cái chương trình gì đó anh anh Tấn nhớ không? Không cái đó là hôm trước là bà hôm trước bà Fiona cũng muốn nói với lại chúng chúng tôi là cái uh, cái um, chương trình uh, chương trình gas, gas. dạ 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 ừ. uh, uh, gas kia uh, không biết là một dạ, dạ, tình có biết cái tên đó không là uh, uh, nó kêu là uh, gas rebate hay là uh, kêu là uh, nó nó kêu là gas relief, a uh, gas price relief oh, program. Ờ okay. dạ dạ. Uh -huh. à, kính thưa quý vị, uh, quý vị mình đọc báo mình mình nghe uh -huh. nói chính bởi vậy chúng tôi cũng thắc mắc hoài là bây giờ nhận được tiền gas, tiền uh -huh. gas mà mà rebate đây. Uh -huh. Đúng rồi. Thì uh, mình được biết là đầu tháng 10 tháng 10 này đầu tháng 10. chính phủ tiểu bang Cali sẽ gửi tiền relief, gas relief này uh, cho tất cả mọi người. Nhưng mà dưới hình thức làm That's sao really làm sao là những người mà lái xe điện họ không có qualify? À, không thì bởi vì mới đúng. <cười> <cười> bởi vậy, chị không Tình có xe điện phải không? <laughs> không? Tôi chưa có xe điện. À kính thưa quý vị thì làm tại vì có có nhiều người complain là nếu mà chúng ta có xe điện mà chính phủ căn cứ theo DMV đó là cái 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 registration đó mà gửi tiền regulatory cái cash relief người ta thì nó không công bằng thì đúng bởi vì người ta chúng là sẽ có hai xe điện lần. Cho ừ. nên là chính phủ có chương trình là tax rebate để mà thay thế cho cái gas relief vẫn lấy cái... tên là gas relief nhưng mà căn cứ theo lợi tức căn cứ theo cái thuế. Dạ, dạ tất cả người nào đóng thuế của năm 2020 mới được. Dạ đúng rồi ai mà khai thuế được 20 thì là được cái tiền này cho nên quý vị nào à, quý vị nào mà tại vì income mà dưới cái mức mà tối thiểu để mà khai thuế cũng nên đi khai thuế. Đúng. Để rồi. mà chính phủ căn cứ vô cái tiền này để mà gửi cái tiền gas. Uh, uh relief, này nó thương thì hồi xưa thì một rebate của chính phủ liên bang của như vậy bang. nhưng mà anh biết là họ, vậy. họ gợi lại cho mình bao nhiêu không uh, nghe nói là khoảng chừng 200 tới tới bao nhiêu một ngàn không ok hai trăm thôi nhưng uh, yeah. mà họ phải dựa tui, trên một cái theo gì income, uh, theo chúng tôi được biết là uh, chị ngọc thịnh thì là ai mà làm single single person uh, mà làm trên 250.000 đồng thì không được cái tiền này uh. Và ai mà làm mà trên 500 ngàn, Mary couple đó trên 500 ngàn đồng đó thì không được tiền này Ok, yeah. you married couple mà dưới 500 thì được. thì được Mà single person mà dưới 250 ngàn thì được Dạ, à. yeah, cái tiền này yeah. à, Có cái quan trọng là hôm trước à, bà Fiona có nói là à, những người nào khai thuế rồi đó thì chính phủ căn cứ theo cái thuế đó mà gửi theo cái tiền deposit direct deposit trong cái thuế, trong cái tiền refund người ta Tuy nhiên người nào mà được cái check refund thì chính phủ tiểu bang Cali sẽ gửi những cái debit card thay vì check. Mà cái đó là cái mà bà Fiona có cảnh cáo là có nhiều người ta nhận được cái card xong rồi ta tưởng là cái này là những đó. cái hãng credit card. credit card. gửi gửi quảng cáo ra để cho mình xin thẻ tín dụng cho nên người ta vứt đi. Thì bà bà ta có nói là mình phải cẩn thận những cái này là khi có thể là cái gas rebate mà chính phủ tiểu bang gửi cho mình cho nên đừng có vứt đi. Nghĩa là bắt đầu từ tháng 10 là mình bắt đầu nhận. Dạ. Cho nên tất cả quý vị phải chuẩn bị mà nhận tiền. Dạ. chứ không thôi đừng có vứt đi uổng. Dạ vâng. Tại vì những người mà họ có họ khai thuế mà direct deposit thì họ nhận tiền ngay trong, thẳng không trong cái khoản ngân cao của mình. Dạ. Còn những người nào mà được tiền tax refund hoặc là những người khai thuế mà không có lợi tức mà chỉ khai để mà được cái tiền rebate này đó thì chính phủ sẽ gửi cho mình một cái cái thẻ uh, cái kia uh, cái, 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 cái debit card nó tương tự như cái đây khoảng chừng năm ngoái hai năm là những cũng... người mà xin thần thất nghiệp mà chương trình mà PUA đó Đúng chính rồi. phủ gửi những cái debit card à, từ họ bước đi. ngân hàng <laughs> người vứt đi, dạ, yeah, dạ. Yeah. Còn có một số chương trình nữa nhưng mà thì giờ mình đã hết rồi chị Ngọc Thế định. cho mình để dành kỳ yeah. tới mình nói và đi. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào. Xin kính chào quý vị.